Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay mưa dông vẫn diễn ra ở nhiều nơi miền Bắc, nhưng về lượng thì đã giảm hẳn so với cuối tuần trước. Nước trên hệ thống các sông đang giảm mạnh và riêng sông Bùi qua địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội giảm chậm nên tình hình ngập úng vẫn chưa được cải thiện. Mực lũ sông Bùi tại xã Tốt Động lúc 7 giờ chỉ giảm khoảng 15 cm so với ngày hôm qua và vẫn trên báo động 3. Do lũ sông Bùi rút rất chậm, hơn 3.600 hộ dân ở các xã Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Tốt Động và thị trấn Xuân Mai vẫn ngập từ 0,5 đến 2 mét. Người dân vẫn phải tá túc ở nhà văn hóa hoặc đến nhà người thân quen ở điểm cao giáo. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 8, lưu vực sông Bùi vẫn có mưa dông nhưng lượng không quá lớn nên không làm gia tăng mực nước lũ sông Bùi. Tuy nhiên, lũ trên sông này rút chậm, ngập úng còn kéo dài. Nguyên nhân là do nước các sông tiêu thoát cho nước sông Bùi gồm Tích, Đáy, Hoàng Long xuống chậm. Ngoài ra có một nguyên nhân khác đến từ việc lấn chiếm dòng chảy của người dân khiến việc tiêu thoát lũ đang gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình phát triển thì nhiều các hệ thống cơ sở hạ tầng chúng ta lấn ra hành lang thoát của các sông làm giảm khả năng thoát lũ. Cái này chúng ta cũng cần phải lưu ý, đánh giá và không chỉ ở sông Bùi mà rất nhiều sông trên địa bàn cả nước. Hệ thống cơ sở hạ tầng gây cản lũ là một cái rất thực tế. Cơ quan khí tượng không đưa ra thời gian chính xác ngập lụt kéo dài bao lâu. Tuy nhiên, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội, trong các đợt ngập trước thì phải một tháng nước mới rút hết. Như vậy, người dân vùng ngập lụt Chương Mỹ sẽ còn đối mặt với tình cảnh này thêm 2 tuần nữa.